Đời của Bi là một cuốn sách hay. Câu chuyện kể về cậu bé Bi kiên cường, không chịu lùi bước trước số phận. Cho dù trải qua bao bão giông, nhưng với niềm khát khao được sống, chú bé đã cho ta thấy giá trị của cuộc sống bằng sự may mắn khi ta được sinh ra và sống bình yên mỗi ngày. Cuộc đời của Bi mở đầu với lời chào ấn tượng của tác giả, cha Mateo, và hành trình tưởng như bế tắc khi ông mò mẫm đi tìm một câu chuyện cho sự nghiệp của mình. Lời chào ngắn ngủi ấy giúp người đọc hình dung được hoàn cảnh ra đời của cuốn sách và chẳng cần thắc mắc gì nhiều đến bối cảnh của câu chuyện. Và như thế, một Ấn Độ từ những năm 60-70 của thế kỷ trước sống dậy cùng Bi, cùng vườn thử Pondicherry và cùng những ngày thơ ấu rối rắm và kỳ lạ. Pissin Molitor Patel, hay bị gọi nhầm thành Pissin, cho đến khi cậu tự đặt cho mình biệt danh Bi, con số 3,14 huyền thoại. Ngẫu nhiên thay, cái tên ấy cùng những biến cố sau này đã biến cuộc đời Bi trở thành huyền thoại. Mà ngay cả nếu không phải là huyền thoại, thì Bi đã là một cậu bé kỳ lạ, đứa trẻ lớn lên cùng những người bạn trong vườn thú và có niềm tin mạnh mẽ vào Thượng Đế. Chắc hẳn, trên thế giới này, Bi là cậu bé duy nhất theo đến 3 tôn giáo, Hindu, Đạo Hồi và Đạo Cơ Đốc. Trong con người Bi, tôn giáo cũng như dân tộc, như quốc tịch, và nếu như chúng ta đều tôn thờ Thượng Đế, thì tại sao lại không thể tin theo nhiều đạo? Gandhi đã dạy, mọi tín ngưỡng đều là chân lý. Tôn giáo là để giúp chúng ta giữ được nhân phẩm của mình, chứ không phải để hạ nhục nó. Sự thật đã chứng minh rằng, chính niềm tin tôn giáo có phần kỳ dị trong mắt người khác ấy của Bi đã giúp cậu sống sót và tồn tại mà vẫn giữ được sự tỉnh táo, thông minh và cứng rắn sau biến cố tưởng như có thể vắt kiệt mọi sinh mạng sống. Bi là người sống sót duy nhất trong vụ đắm tàu Simpson ngày 2 tháng 7 năm 1977, đã lên đên trên biển suốt 227 ngày với xuồng cứu hộ và một con hổ Bengal tên là Richard Parker. Nói như Ravi, anh trai của Bi, thì là phiêu lưu đang vẫy gọi. Chỉ có điều 227 ngày phiêu lưu này cũng là 227 ngày đấu tranh và giành giật sự sống trên bề mặt mênh mông của Thái Bình Dương. Cuộc đời của Bi là một cuốn sách nhỏ, không quá dày và không bá nổi bật với bìa sách màu xanh biển mênh mông, có đàn cá làm nền cho chiếc xuồng cứu hộ. Bi và Richard Parker nằm trên hai đầu của chiếc xuồng ấy, lặng lẽ và tuyệt vọng với cái chết rình rập quanh mình. Lý do sự chết cứ bám riết lấy sự sống như vậy không phải là vì nhu cầu sinh học, đó là sự ghen tị. Sự sống đẹp đến nỗi sự chết đã phải lòng nó, một mối tình tư vị đầy ghen tuông quắp chặt lấy bất cứ thứ gì nó có thể động đến. Bi và Richard Parker tồn tại bên nhau, duy trì sự sống cho nhau và khuất phục nhau. Bi cho Richard Parker đồ ăn, thức uống để sống. Richard Parker cho Bi lý do để không buông mình tuyệt vọng nhưng cũng chẳng hề hy vọng. Thật khó để giữ cho mình hy vọng sau chuỗi ngày dài cô đơn trên biển cả mờ mịt. Cứ thế, cặp đôi đồng hành lăn qua lăn lại giữa làn ranh sống chết, quật qua quan lại giữa bão biển và những cơn đói mặn chát, để trở về và chia ly không một lời từ biệt. Cuộc đời của Bi, hay đúng hơn, là câu chuyện Bi Patel tự thuật về cuộc đời mình và Jay Patel là người ghi lại cảm xúc, hành động, khát vọng sống. Trong câu chuyện ấy không có phép lạ, không có điều kỳ diệu, Bi chỉ có đức tin và lời cầu nguyện để giữ lại cái phần người cho chính mình. Khi chính cuộc sống của ta bị đe dọa, ý thức thương cảm bị cuồn đi bởi một thèm khát sống đầy ích kỷ. Và trong một phiên bản nhân hóa đáng tin hơn thì câu chuyện Bi kỳ lạ, hoang đường, trần trụi đến tàn khốc khi mô tả bản năng của con người của hình ảnh những con vật. Nhưng hoa ấy hợp nhất Bi, một cậu bé ăn chay 16 tuổi với đức tin vào Thượng Đế, cầu nguyện 3 lần một ngày. Với Richard Parker, một con hổ Bengal nặng 450 pound mạnh mẽ, tàn bạo và hoang dã. Khi trang sách khép lại, những gì còn lại cho người đọc hẳn không nhiều, bởi câu chuyện về sinh tồn trong tuyệt vọng cũng không còn xa lạ trong phim ảnh, sách báo nữa. Jay Mateo đã hoàn thành trọng trách của một người kể chuyện, còn Bi đã trưởng thành và sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình. Không còn là huyền thoại xa vời, mà chỉ như một dấu ấn mờ mịt trong muôn ngàn sinh mạng đang tồn tại trên thế giới này. Đến cuối cùng, đâu là thật, đâu là ảo giác, chắc chẳng quan trọng nữa rồi. Bi vẫn sống cùng niềm tin đa tôn giáo, cùng triết lý kỳ lạ về con người và sự sống, cùng gia đình nhỏ bên người vợ xinh đẹp và hai đứa con. Một cái kết có hậu cho người đã mất đi tất cả trong cuộc phiêu lưu đáng sợ nhất của đời mình.